Xin chào mọi người nhá. Mình tên là Dự, việc làm Hà Nội. Hôm nay thì mấy em này em đến từ đâu nhỉ? Dạ em đến từ Buôn Tở. Từ đâu? Dạ từ Buôn Tở. Buôn Tở là ở chỗ nào nhỉ? Lai Châu. À Lai Châu đúng không? Em. Lai Châu ạ. Lai Châu à? Thế con em ở đâu? Dạ năm em Lai Châu ạ. Em nói Lai Châu ạ. À, năm em Lai Châu đúng không? Vâng đúng rồi. Thì năm em là đi từ lúc mấy giờ hôm qua? Em lên xe từ lúc mấy giờ? Từ lúc 6 giờ. 6 giờ tối hôm qua thì đến sáng nay là lúc đấy là 6 giờ sáng nhỉ, đúng không nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Em vậy nhỉ? Dạ vâng. Thế là năm bọn em là đang muốn đi làm cùng nhau đúng không? Cùng chỗ một chỗ luôn đúng không? Vâng. Đúng không em? Dạ đúng rồi. Thế còn em này thì sao? Em cùng ở gần nhà với cậu này luôn à? Dạ vâng. Cậu em này rất đẹp trai nhá. Có yêu chưa? Dạ. Có yêu chưa? Dạ chưa. Chưa. Em này chưa có người yêu mày ạ. Thế mấy em này là mấy em là biết anh có TikTok đúng không? Dạ biết rồi. Em biết anh có TikTok đúng không? Em cũng biết anh có TikTok đúng không em? Biết. Mọi người ạ, mấy em này thì biết mình qua TikTok thì mấy em bảo là có việc không cho em làm với, nhưng mà nhất thiết là phải làm chung với nhau. Đấy thì bên mình rất là nhiều việc mọi người, nên là mình cũng sẽ xếp cho các em làm chung với nhau thôi. Và hiện tại mà ai chưa có việc làm hay là thất nghiệp thì hãy liên hệ em ở kênh đi làm luôn nhá. Bên em rất là nhiều việc và phù hợp cho mọi lứa tuổi, từ 17 đến 55 nha mọi người. Em vui vẻ nhá. Ok em. Cố lên nào. Em. Cố lên nhá, đi làm vui vẻ nhá. Em. Đi làm vui vẻ nhá. Cố gắng vui vẻ nhận việc cho anh nhá. Nên đấy là chờ người ta phỏng vấn xong bắt đầu là người ta sẽ vào công ty thôi. Và tất cả các em đều biết chữ hết đúng không? Biết chữ hết đúng không? À, thằng này. Nào, làm vui vẻ nào, nhớ chưa? Vui vẻ nhận việc, lên xe đi, lên xe đi. Lên xe đi, lên xe đi. Tất cả tiền xe là bên anh đã trả hết rồi nhá. Và bọn em không mất bất kỳ một khoản chi phí nào đâu, nhớ chưa? Xuống đấy vui vẻ nhận việc cho anh nhá. Ngồi rất cho anh được. Rồi. Chào vui vẻ nhá. Thằng to rất ra đây cho anh. Rồi. Đây này. Ngồi rất nhau tí được. Rồi đấy. Ok. Đi làm vui vẻ nhá. Mọi người ạ. Mấy bạn này thì thích làm cùng nhau thì mình cũng đã xếp rồi. Đây. Tiền xe thì bên mình đã hỗ trợ và đã trả hết cho các em ấy rồi, thì các bạn ấy không mất bất kỳ một khoản chi phí nào cả. Các em đi làm vui vẻ nhá. Hiện tại mà ai mà chưa có việc làm hay là thất nghiệp thì hãy liên hệ em ở kênh đi làm luôn nhá. Em Dự, việc làm Hà Nội. Chào mọi người.